Cháy tiệm điện dân dụng ở Cần Thơ, cha mẹ bất lực đứng nhìn đám cháy nhưng không thể cứu con. Vụ cháy vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 12 tại một tiệm điện dân dụng thuộc khu chợ Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã khiến hai trẻ 9 tuổi và 12 tuổi tử vong. Theo thông tin từ phía phòng cháy chữa cháy ghi nhận, thời điểm công an nhận được tin báo cháy là gần 1 giờ sáng ngày 19 tháng 12, 4 xe chuyên dụng chữa cháy cùng 40 cảnh sát đã được điều động tới hiện trường. Sau 2 tiếng nỗ lực thì đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Do đám cháy quá lớn, hai đứa trẻ 9 tuổi và 12 tuổi ngủ trong phòng ngủ của tiệm điện đã không thể thoát ra bên ngoài, bị ngạt khói và tử vong. Được biết, tiệm đồ điện bị cháy là của vợ chồng anh Phạm Thanh Hùng, 43 tuổi và chị Nguyễn Thị Phương Giang, 38 tuổi. Căn nhà dùng làm tiệm điện diện tích hơn 150m2, căn nhà kho bên cạnh chung chủ diện tích 40m2 cũng đã bị lửa lan, thiêu rụi. Hai vợ chồng anh Hùng ngủ ở khu vực ngoài tiệm điện để giữ hàng hóa, hai con nhỏ ở trong phòng ngủ và chốt cửa bên trong. Nên khi đám cháy xảy ra rồi nhanh chóng lan rộng, cha mẹ không thể tiếp cận khu vực phòng ngủ, phải chạy ra bên ngoài. Những chuyện diễn ra trong sự bất khả kháng như vậy luôn khiến cho người trong cuộc lẫn người chứng kiến thêm nghẹn lòng. Đám cháy đã thiêu rụi hàng hóa, tài sản có giá trị của gia đình và hiện công an đang điều tra và làm rõ vụ việc.